Thấu hiểu ý nghĩa nhân văn từ tâm nguyện của cha mình, ngày nào ông Trần Giang Sơn cùng với những người hàng xóm cũng ra vườn sưu tầm thảo dược. Ở họ, điều quý nhất là dám hy sinh thời gian riêng, bởi ai cũng nghèo, ai cũng phải đi làm thuê kiếm sống. Cái này là cây nhân trần. Nhân trần. Dạ. Rồi cái này là cơm gạo. Cơm gạo. Mình đi sưu tầm thảo dược để làm thuốc nam như vậy á, thường mình gặp những cái khó khăn trở ngại nào hả chú? Có khi ông á, nó quánh rồi chạy ra. Có khi mà trời mưa, lội ngang sông, ngang suối cũng ráng cố gắng mà đem về cho có thuốc. Đem về ông Bảy có mừng không ạ? Ông mừng, ông vui nữa. Đây chính là công việc mà ngày nào ông Bảy cũng làm. Cứ sáng ra là ông chặt thuốc, sắc thuốc, phơi thuốc. 93 tuổi rồi nhưng mà ông vẫn minh mẫn, nhanh nhạy. Ông Bảy ơi, năm 93 tuổi không biết là con với anh quay phim có còn chống gậy nổi không nữa. Ông Bảy khỏe quá. Mấy cái máy cắt thuốc này là ông Bảy đầu tư lâu chưa ạ? Lâu rồi. Không hả? Rồi đó làm tay không à. Rồi sau này mới nhờ cái máy này mình mới có chạy việc. Nhiều quý khán giả thấy đó, chiếc máy này là để chặt những cái cây thuốc to. Còn phía bên đây là những cái cây thuốc nhỏ hơn. Phía bên đây nữa là để băm những cái cây thuốc lá nhuyễn. Mà ông Bảy ơi, những cái cây dược liệu quý nào mà thường rất là khó tìm nhưng mà ông Bảy tìm được ạ? Lợi viên hải đen. Dạ. Lợi dứa gai. Dạ. Mướp gai. Đó, mấy cây đó là khó kiếm à. Dù không phải là lương y, nhưng ở miền quê này, ai cũng gọi ông Bảy là thầy thuốc của người nghèo. Suốt mấy mươi năm, ông âm thầm làm việc không lợi nhuận, chỉ lấy sức khỏe của người bệnh làm thước đo niềm vui cho mình. Những cái phương thuốc này nè, sưu tầm là miễn phí, sau khi phơi khô thì cũng mang đi ra các cái nhà thuốc để phục vụ cho người nghèo miễn phí. Cụ thể là mình mang đi những đâu vậy ông Bảy? Cà Mau, Long Xuyên, ở đâu cũng đủ có hết trơn. Các tỉnh miền Tây luôn không? Các tỉnh. Trong kho thuốc nhà ông Bảy thì lúc nào cũng có từ 100 mấy đến 200 bao thuốc như thế này. Hoặc là có những phương thuốc quý, phương thuốc hiếm. Chỉ cần alo một tiếng là ông Bảy sẽ sưu tầm và để dành. Điều này cho thấy giữa cuộc đời vật chất thì vẫn có những thứ không thể đong đếm bằng tiền bạc, mà chỉ có thể tính bằng cái tình, cái nghĩa của con người dành cho nhau mà thôi.